Sau khi chia tay ông Philippe Trogier, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF bắt tay vào tuyển chọn người thay thế vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Hội đồng huấn luyện viên quốc gia chịu trọng trách lớn trong việc đưa ra các tiêu chí, thẩm định hồ sơ ứng viên. Theo tìm hiểu, các thành viên hội đồng không quá đặt nặng quốc tịch ứng viên là châu Âu hay châu Á, mà quan trọng là phải am hiểu và phù hợp với bóng đá Việt Nam. Xét trên tiêu chí này, các ứng viên đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản được đánh giá cao do tương đồng về văn hóa, tổ chức cầu thủ và kinh nghiệm thực chiến ở các giải châu lục. Thời gian qua, hai huấn luyện viên Hàn Quốc là Kim Do-hun, 54 tuổi và Kim Sang-sik, 48 tuổi đã gửi hồ sơ ứng tuyển. Trong khi hai cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan là Nishino Akira, 68 tuổi, người Nhật và Mano Polking, 48 tuổi, quốc tịch Đức cũng sẵn sàng cuộc đua vào ghế nóng tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam Lee Ji-won mới đây đã tiến cử đồng hương Hàn Quốc là ông Lee Jung-jin, người được ví như cánh tay phải, sát cánh cùng huấn luyện viên Park Hang-seo suốt 5 năm tại đội tuyển Việt Nam. Ông Lee Ji-won tin tưởng sự hiểu biết của huấn luyện viên Lee Jung-jin sẽ mang tới lợi thế khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và tiếp nối thành công của người đồng nghiệp cũ. Nếu thuận lợi, VFF có thể chọn được huấn luyện viên mới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu hai lượt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 6 tới. Trường hợp chưa có ứng viên thật sự xứng đáng, VFF sẵn sàng bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền.